Để làm một tí vlog đi. Hello, xin chào mọi người. Đây là vlog của Yến Xôi Gãy TV và lâu lắm rồi. Hôm nay mình mới một quay vlog. Này nó vừa xin thùng chốt các bạn ạ. Rất xinh. Nhắc thằng kia vào. Mình xem nó tức quá rồi. Thằng tức quá. Xem ở trên ở đây xem. Lúc nào để tôi cho Quỳnh sang sang nhà Tuyến thay Tuyến PK thằng em chồng. Một mình thông cực nét. Sợ gì? 6 giờ xong. Chị ấy đang, chị ấy đang ở trên nhà anh ạ. 6 giờ mà chị Tuyến ạ. Chị đi nấu cơm đi. Lẻ mẻ quá. Chị yêu đi chợ kiểu như ngủ ở chợ ấy. Nhà có khách mà lẻ mẻ. Các bạn ơi, là nó diễn đạt thôi. Ra đường đừng đấm nó. Là nó diễn quá đạt thôi. Ngày xưa Phương Anh đi đường thì không đội mũ bảo hiểm đâu, bây giờ đội rồi. Sợ người ta ném. 3, 2, 1 bắt đầu. Chị ở trên nhà anh. Mà chị Tuyết, chị đi nấu cơm đi. Gì đi nấu cơm làm gì? Nhà có khách gì lần này có đi chợ cứ như kiểu ngủ ngoài chợ ấy. Chị đi nấu. Hai biêu như quả ổi này. Sao chị đốt nó lại được như thế? Ui. Các bạn ạ. Ôi, đây quay xa. Tâm nhìn ra. Mà nhìn ra. Chị ở trên nhà ấy. Chân nó. Thôi 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 thôi. Mãi không khỏi. Và đây là chúng tôi đang chuẩn bị đi du lịch hè các bạn ạ. Còn khoảng 3 đứa nữa chưa lên. Tôi đây. Cái gì hôm trước vừa 48 cân hôm nay 55 cân rồi. Vai đạn. Vai. Cái gì? Trên này là ngoài là cái phòng gym ra thì nó sẽ còn là cái phòng mà sản xuất ra những cái clip TikTok triệu view. Đấy các bạn thấy không? Một cái gương rất to. Hello, xin chào mọi người. Và bây giờ phòng gym là nó thiếu mất một đứa rồi, nó xuống rồi. Đây. Tuyến, Tuyết, Vân, Nhiên rất đông. Thế tôi phải còn vào gương các bạn nhìn thấy cả tôi nữa. Tất cả đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5 đứa. Không có chung về lên vlog xem mà chung mình cũng ngoan phết đấy, vẫn ngoan phết đấy. Đang tập. Được rồi. Đang tập rất là cật lực để mặc những bộ bikini. Thế nên về công ty đi biển. Che thì trả lời được, đi biển em muốn em nghĩ là công ty sẽ đi đâu nhỉ? Năm nay ạ? Ừ. Đi Thái Lan. Đi Thái Lan à? Con này nghĩ sao? Nghĩ sâu không? Nó thêm một tí hoang tưởng nữa các bạn ạ. Thái Lan. Còn đây là Tuyền à, Tuyền. Tuyền này nghĩ là công ty năm nay sẽ đi đâu nhỉ? Mình thích đi đâu nhỉ? Em nghe Thiên Hạ Đồn đi Quảng Ninh. Hả? Thiên Hạ Đồn à? Thiên Hạ nào đồn nhỉ? Mọi người đồn ghê thật. Cũng thế luôn. Tuyết này. Tuyết có vẻ đang rất tập trung là mình không ngỏi Tuyết. Đang rất vào form. Cố lên em. Bikini không phải bóp nhiều. Cố lên. Trông rất là ngon nghẻ đấy các bạn ạ. Hello, xin chào mọi người. Cái gì? Thế mày làm sao? Đây là chủ tịch của chúng ta các bạn nhé.
Thế là bạn thấy nhá. Ấy, các bạn sẽ bao xe lại, tao quay được rồi, không phải giấu. Bây giờ kéo quần xuống không? Các bạn tập dần stop, stop lại đấy là các bạn sẽ đọc được chữ đấy, các bạn dịch rồi comment cho tôi. Các bạn hãy dịch, dịch. Cái này là mà tất cả mọi người đang đợi quay. Ngọc Anh này, kia đứa nào rũ rượi kìa, Ngọc à. Bỏ Việt Nam, bỏ thức đi. Rất rũ rượi. À. Con Quỳnh lại sưng hết đầu. Đến đây sao giờ lại em ít cảnh ấy? Sao lại ít cảnh á? Sao hôm nay mỗi ngày có được có 2 nhóm cảnh rồi. Ít cảnh thì đỡ mệt em. Ôi mệt hơn đấy. Sao ít cảnh thì mệt hơn? Lăng thang Chocobai. Lăng thang Chocobai. Bây giờ lần đầu tiên tao nghe đến từ lăng thang Chocobai đấy. Liên quan với tự nhiên lăng thang Chocobai. Lâu rồi. Sao lại lăng thang Chocobai? Bắt chen gì cả. Lăng thang Chocobai mà hôm nay mưa phủ bay ấy. Không biết chứ rồi, mình bị lạc hậu quá. Đào chen rồi. Lâu lắm rồi chẳng có thời gian lướt TikTok làm sao mà cập nhật chen được. Cái gì? Cái trên này nó từ khoảng 5-7 năm trước rồi. Thế thì làm sao mà biết được? 5-7 năm trước còn cô chưa có điện thoại dùng. Mưa các bạn ạ, à, tự nhiên sáng lên ra cái mưa. Tạnh rồi. Ừ, tạnh rồi. Nhưng mà nó vẫn kiểu ướt. Hello, xin chào mọi người. Cái gì? Thế mày làm sao? Đây là chủ tịch của chúng ta các bạn nhé. Thế là bạn thấy nhá. Ấy, các bạn sẽ bao xe lại, tao quay được rồi, không phải giấu. Các bạn tập dần stop, stop lại đấy là các bạn sẽ đọc được chữ đấy, các bạn dịch rồi comment cho tôi. Các bạn hãy dịch, dịch. Cái này là mà tất cả mọi người đang đợi quay. Ngọc Anh này, kia đứa nào rũ rượi kìa, Ngọc à. Bỏ Việt Nam, bỏ thức đi. Rất rũ rượi. À. Con Quỳnh lại sưng hết đầu. Đến đây sao giờ lại em ít cảnh ấy? Sao lại ít cảnh á? Sao hôm nay mỗi ngày có được có 2 nhóm cảnh. Ít cảnh thì đỡ mệt em. Ôi mệt hơn đấy. Sao ít cảnh thì mệt hơn? Lăng thang Chocobai. Bây giờ lần đầu tiên tao nghe đến từ lăng thang Chocobai đấy. Liên quan với tự nhiên lăng thang Chocobai. Lâu rồi. Sao lại lăng thang Chocobai? Bắt chen gì cả. Lăng thang Chocobai mà hôm nay mưa phủ bay ấy. Không biết chứ rồi, mình bị lạc hậu quá. Đào chen rồi. Lâu lắm rồi chẳng có thời gian lướt TikTok làm sao mà cập nhật chen được. Cái gì? Cái chen này nó từ khoảng 5-7 năm trước rồi. Thế thì làm sao mà biết được? 5-7 năm trước còn cô chưa có điện thoại dùng. Mưa các bạn ạ, à, tự nhiên sáng lên ra cái mưa. Tạnh rồi. Ừ, tạnh rồi. Nhưng mà nó vẫn kiểu ướt. Chị này là ai đó đang xịt rất ác. Ai ấy. Phương Anh ở trong nhà vệ sinh đang xịt rất ác. Đây là Quỳnh. Sao đấy? Chán đâu kìa. Đâu cái gì chán. Chán này. Vì gì đâu quả lại luôn. Vâng. Vãi trưởng nhờ. Đây là nguyên hình. Vãi nhờ. Này nó dị ứng dít nè. Vâng. Ôi. Sợ nhất con đấy. Đốt lấy hết tay. Méo hết tay. Sợ thế nhờ. May nó dị ứng dít. Nó không dị ứng từ đâu những đứa tên Dương. Mình dị ứng với những thứ là giò. Tôi còn con dít là gì chứ nhỉ? Dĩ là giờ ấy nhỉ? Giờ à? Không biết. Em về đây em biết. Không ngờ đâu, bây giờ nó vẫn còn sưng u của một bên lông mày lên luôn đấy các bạn ạ. Vãi, vãi đạn. Cả răng nó sưng lên cả chỗ này luôn ạ. Vâng, không phải. Nó sưng như quả ổi á. Ôi sao, nó sao làm gì mà ghê nhỉ? Sao con sao lại thế nhỉ? Chắc là... Em bảo mọi người là em nhìn xin cảm ơn thông tin. Mọi người bảo là có mặt mình đập đầu vào cửa kính. Ơ, không phải bảo thế luôn. Ui, nhìn cái chỗ bên trán nó vẫn còn một u cục luôn. Kiểu trưởng cái trong máu con này nó có cái thành phần gì đấy nó kích ứng với cái nọc độc của con dĩn ấy. Máu quá xấu nhỉ. Ơ không, con này đốt đau thật mà. Có mấy bạn sinh viên Hà Nội mấy hôm về quay các bạn bị đốt, bạn bảo là chưa bao giờ bị đốt đau như thế. Nó bình thường mình bị dĩn đốt nó chỉ mần mần thành cục cục, nó thành đám đám ở trên nơi đúng không?
ta bị con này đốt rồi, nó chỉ mần cục lên, nó nổi nổi lên, xong một nó đỏ đỏ, mình nó trắng trắng lên, mình gãi là nó sẽ hết. Nhưng mà mình gãi nó hết đâu, mình gãi một lúc mà nó hết ngứa là nó thôi thôi, nó không chỉ thế này đâu, nếu mà em không bôi thuốc là nó thành sẹo. Thật ra vãi trưởng, ôi thật là vãi trưởng, chuyện là Việt Nam. Ơ nhưng mà đi quay mấy năm rồi sao bây giờ mới bị? Đâu em lúc nào em cũng bị mà. Có lần này là em đang bị nặng nhất, kích ứng quá nặng nhất thôi. Lần nào nó đốt em về em cũng phát khổ đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng mới bị đốt chứ không phải, không phải hôm nào vào làm cũng bị đốt đúng không? Dạ không ạ, hở chỗ nào ra là đốt chỗ đó. Em mà không xịt. Em mà nó không xịt. Có nghĩa là tiền đi quay, tiền lương đi quay phim chỉ đủ tiền mua thuốc xịt mũi thôi đấy các bạn ạ. Lâu lắm thì mình mới đi lên trên này ở Hello. Cũng lâu lâu rồi. Xin lỗi các bạn vì sự lười biếng quay vlog này. Nên tôi đã quay rồi đây. Này đã quay rồi đây. Cái gì? Hello, làm sao? Hay giờ cái gì? Có gì hot? Đâu? Bình thường mà xấu đâu. Chị nha, bây giờ là em chưa có người yêu. Ừ. Hôm nào quay vlog nó cũng thế các bạn ạ, nó cũng phải nhấn mạnh. Nhưng vấn đề là chị mà quay lúc xấu như thế thì em lại càng không có người yêu, nên chị đừng có quay lúc xấu. Một chàng trai tốt, một chàng trai yêu mình thật lòng. Không, chị ơi, bây giờ phải đi qua được cái vấn đề nhan sắc thì nó mới quan tâm đến không. Tâm hồn. Nhan sắc, muốn biết nhan sắc thì vào Facebook vào đấy, nhan sắc các thứ. Còn quan trọng là check va ở cái chỗ này này, hiểu không? Đây là phần mềm check va của Tim Cây. Tất cả các anh muốn check gì vào đây hiện nguyên hình hết. Nhưng mà vẫn được, vẫn xinh. Tuyết đâu nhở? Tuyết đâu nhở? Họ đã thăm Tuyết cái. Tuyết này vẫn đi lại bình thường chứ. Hôm qua đứa nào chụp ảnh, hôm qua đứa nào vừa chụp ảnh 48 cân nhấn vật à? Cái nghề muối kính thật. Từ bao nhiêu xuống bao nhiêu nhỉ? Từ ngày xưa từ 50. Em nhịn ăn em xuống còn 49. À hơn 49, 49,7 2,8 á. Bây giờ em xuống còn 48 nữa. Em vẫn chưa đủ đầu. Không, xuống làm gì? Vậy là căn phòng bên cạnh. Tuyến Tuần và Ngọc Anh. Tóc này dính gì kia? Tóc này dính gì kia? Thật ra vãi trưởng. Nhìn nó gầy gầy đi rồi đấy. Nhìn nó mặc cái váy nó gầy gầy đi rồi đấy. Sưng xuống cực đời á. À, quay đây nào, cười cười, tóc nhìn tóc nó kìa. Không ngại trích va luôn mặc dù chưa trang điểm. Ừ, không việc gì phải hốt đúng không? Mình có người yêu rồi, việc gì mình có hốt đúng không? Em không có người yêu. Nhưng mà em không hốt. Em không hốt. Ai thích em và hộ gia thích không thì thôi. Đấy nó bị thế chứ tị. Chị ơi, không biết là chị lại em tập mông đi. Nó nói nhòe cam luôn. Nó nói cam nó mất nét, tập mông được, lên trên kia tập. Đó, chị ơi, vâng, một bài em đi xuống rồi đi. Chị ơi, em nghe phong phanh là em nghĩ là phải đến tháng 7 đi, nhưng em nghe phong phanh là đi du lịch sớm mà chị. Ừ, thông tin đâu bọn này chuẩn nhỉ? Phong phanh đâu chuẩn đấy? Chị ơi, thôi, em từ giờ thì khâu mồm lại. Thế phong phanh ở đâu ấy? Để tao thèm thông tin tao dò gì đâu, để tao đi check lại cái này. À, mày phải nói cho tao biết đi lên. Chắc chắn đang đang nghỉ đúng không? Ờ, đang nghỉ, bao giờ nói gì đâu chị. Em chỉ nghe phong phanh rõ khoảng con tai. Đấy, không biết ai. Trời ơi, cứu tôi. Chị hỏi thăm sức khỏe của em à? Các bạn ơi, Tuấn đây này. Đây rồi, mình đây các bạn ơi. Vừa tươi lắm. Một buổi chiều đầy nắng mình phải năng lượng lên mới buổi sáng mà. Mình phải năng lượng biết không? Có. Không, như này vẫn chưa đau lắm. Không, mà đau nhé. Chưa đau lắm. Nếu mà các bạn thấy không, nó vừa ngồi đến bịch một cái là chưa đau lắm. Nó đâu phải đỉnh điểm của sự đau đớn là ngồi nó phải khẽ cơ, không động chạm, không động đậy được cơ này, chưa đau lắm. Hôm nay mình sẽ xô chậm. Cảm giác như kiểu nó nói như kiểu nó tập được lắm luôn á. Thế vẫn còn đầy sức mà cứ em về đây. Hôm qua thế luôn Vân ạ, hôm qua chị. Vân Vân nó tập cùng mày mà. Mày bị ngáo hả? Con Vân nó ngay cạnh mày mà, nó nằm ngay cùng mà. Buồn cười, còn phải kể. Tập mất trí nhớ luôn. Hôm qua hai đứa này tập cuối cùng cùng nhau các bạn ạ. Hôm nay lại lên tiếp Vân nhá. Đấy, Vân đâu khỏe thật chị ạ. Thực sự là nó rất khỏe. Ôi các bạn ơi, Vân châu bò lắm luôn ấy. Vân khỏe
khỏe, khỏe cực luôn. Thật sức bền của Vân rất là tốt. Khổ thân Giang Quan, khổ thật thằng Giang Quan nó đấm sứt. Ừ, thằng Giang Quan chắc nó bị dãi cho suốt ngày. À quên chưa check cam rồi, check cam cho Vân Tây. Check em xem, em chỉ muốn xem nó ngã thì một cười. Này nó nằm lăn lóc dưới đất. Em vào em thấy da con thì nằm ở dưới đất, còn Vân đang đứng cười. Em sẽ gọi mẹ em. Hello, xin chào mọi người. Chăm sóc cho chị. Mẹ em mà biết nhà ai cũng thế đây. Mẹ em mừng lắm. Bây giờ xuất hiện một đứa mà bị ghét hơn cả Phương Anh rồi. Nó. Mẹ em mừng lắm. Chị là Hảo. Bây giờ chị làm sao mà có coi. Chị Hảo chị có tự ngã, chị có tự ngã nào động thai chắc. Tự nhiên lấy tên bừa trêu trêu yếu tên là Hảo, xong tự nhiên thành là Hảo thật luôn. Cháu em nhá, nó phải phát triển thật tốt. Tên là Quỳnh. Quỳnh gì ạ? Ủa tên mình Quỳnh gì ạ? Em bị ngứa, em 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 bây giờ thím ạ, đây là ngã thím. Nè, nhìn chân tất luôn, nhìn tất luôn, nhìn thấy chưa? Ôi chị ơi. May nó không mỏng chỗ này. Thế là mình da mình mịn và mình xinh gái không các bạn ạ? Nhưng mà từ khi mình bị ghẻ thì lâu mình bớt bớt rồi. Lỗi kỹ thuật tí thôi. Chứ còn không phải mình ghẻ đâu nhá, không phải. Đính chính 1000 lần. Không phải 1000 lần ghẻ. Mình không? Mình không có ạ. Này không có ai ngoài ngoài các bạn ạ. Nó cứ đứng nó gãi cành cành thế thôi. Nó gãi thế thôi. Chuẩn hôm nay đi bánh ghen rồi. Nay xuất hiện như một mối hủ. Bánh ghen chưa không? Ghen chưa. Nhưng mà hơi thương. Thương à? Thương à? Nào á? Mẹ em mà biết. Cái ký ức 2 của chị em. Mẹ em biết. Béo mất viền hàm luôn. Cháu viền hàm cái thằng như này này. Mất viền luôn, mất mất. Rồi mình chạy 3 2 1. Trương Bùi. Chị có thoại luôn nhỉ? Không, anh ơi, cũng tưởng làm sao có thoại. Rồi 3 2 1 bắt đầu. Đi lại được không? Có. Em đừng quay trò nữa. Đúng rồi của em. Em còn chút. Không về được nữa, rắc co rồi. Túi quần áo của nó. Đang mượn đâu? Vâng, tiến lên tí nữa. Lấy quần áo thì ra moi đi nhanh lên. Rồi ok. Giờ về không về được, hết cảnh không về được vì túi quần áo ở kia. Túi quần áo đây làm rắc co rồi, đây, màu đen. 3, 2, 1. Tiếp. Bạn đang nhìn nhau mà lọt. Chơi với em đi, chơi với em. Chị không cho Hảo nhờ. Nhưng mà có phải xinh thế, sexy thế. Không cho Hảo nhờ. Xinh đấy. Chị không cho Hảo nhờ. Không, có hiểu không? Không, bắt đầu. Phương Anh, đây là nhà của chị. Chị không cho Hảo ở nhà. Em đây là Phương Anh lúc gặp Quỳnh. Hai ba. Nó bị liệu, nó đã bị liệu rồi còn tiếp. Mày thử mày ngồi im thì mày đứng gãi. Là Phan Anh mày gãi thì tính ra xem nào. Nhưng mà Quỳnh không được gãi. Nào. Gì? Cho các bạn xem. Ây da. Mình lại lên đến tầng 3 rồi. Hoa đang lên đồ đi tập rồi này. Đấy là các bạn vào. Mình mà không quay được một bài TikTok hoàn chỉnh thì mình tập gym nó không vào.
đang tập quá tập. Nhìn lưng bắn người, ơ tuyết, tuyết, các bạn ơi, hôm nay tuyết. Hôm nay tuyết đã đầu tư một bộ tập gym rất là mới lem. Chị ơi, cái bộ này từ năm 2019 chị ạ. Thế mà mua từ hồi đấy bây giờ mới đi tập. Không chị ạ, ngày xưa tập tăng cân ngày xưa từ 40 lại à, từ 41 lên 49 cân, 49 cân tập lên cân. Vậy? Ừ. 41 cân nghiện à? Ừ. Xong rồi 49 cân thế xong rồi dần xong rồi không tập thì tự nhiên nó phì cơ là nó mới béo như thế, ngày trước tôi 49 cân ngon nghẻ không. Ừ. Các bạn biết Tuyết nổi tiếng Tuyết viral từ video nào không? Tuyết đọc lại 2 3. Ông già nô em. Ông hãy ban cho con anh người yêu. Viral kể từ video đấy. Quên rồi chị ạ, thực ra nhiều cái video mới đấy. Cái đấy là cái đầu tiên khi mà tôi biết đến Tuyết các bạn ạ. Đấy là chị biết đến em, tôi còn kể cái video nhiều tim nhất của em là 660 mấy nghìn tim ạ, là chẳng biết rằng là em nói cái câu gì. Mày phải biết, mày phải biết. Không không nhớ. Đã là nhiều tim như thế mày phải biết. Từ cái kênh TikTok cũ ạ. Đây chính xác là cái lò sản xuất ra những clip TikTok của các idol. Bởi vì sao đó là cái lò các bạn nhớ không? Vì vừa lên được một tí mồ hôi đấy các bạn. Rất là mồ hôi. Nóng vãi chưởng luôn. Nhiệt độ ngày hôm nay ngoài trời là khoảng 37 độ nhưng trên này nó phải khoảng 40 độ các bạn ạ. Rất nóng. Nhưng điều đấy không thể làm khó được các idol của chúng ta để ra các clip. Tuyền ở đây để làm gì? À, tìm người chụp ảnh chứ không phải lên tập.